Vâng không, vâng. Còn chú mà thích đựng rượu thì chú cho rượu vào. Có khách quý đến thì làm cái gò múc ra là đẹp. Ui giờ trên thì tôi hẳn mấy tầm đi. Xin chào mọi người, mình là Khánh. Hôm nay mình có đang đi giao một đơn hàng cho một anh khách hàng tại Nam Định. Anh có mua một cặp chòe sứ lam vẽ tay loại đẹp. Hôm nay thì mình sẽ đi giao cho anh ấy. Và anh thì hiện tại đặt hàng nhưng mà anh lại không ở trong nước mà anh hiện tại đang ở nước ngoài. Anh đặt hàng qua mạng, qua xem những cái video của mình và anh đã liên hệ đặt hàng. Và hôm nay thì chắc cũng là chỉ có người thân của anh ở nhà để nhận thôi. Thì hôm nay mình sẽ quay một cái video để xem cái không gian nhà của anh và cái quá trình khi khách hàng nhận hàng nó sẽ như thế nào. Đây hiện tại là đang đến địa điểm rồi. Giờ mình sẽ bê chế này vào trong nhà. Nhà rất là, đây là trong thôn, trong xóm, ngõ nhỏ. Các bạn nhìn nhé. Đi giao hàng mọi miền Tổ quốc. Đây. Đúng rồi. Đúng rồi. Ê, cả cho các bạn nghe nào. Hôm qua là kê bộ bàn ghế vào đây này. Xong rồi đến lúc là nó bảo là để bên trong bộ bàn ghế nhưng mà mình nhìn thấy mình bảo không vừa. Ê, mình đặt cái này đẹp này, đặt ở đây này. Mình đặt ở đây hai cái chòe ở đây thì bắt đầu khi mà nó sẽ thô được cái này ra. Còn nếu mà đặt ở trước này phải, bởi vì chạm chỗ tinh xảo như này mà che đi thì nó lại mất cái độ đẹp. Đây là cái này lại cho vào đây. Vâng đấy, tầm đấy là đẹp. Các định nó mua đâu lục bình, mình không cho mua. Lục bình thì không để được ở đây. Không để được. Lục bình nó cao lắm. Nó cao không để được. Cao cũng phải đến cái đây này. Đúng rồi. Góc này một cái, bên đi một cái. Ừ, diện tích nó hẹp lắm. Anh ấy bảo là lấy thêm một cái chòe nhưng mà chòe ra mà để đằng trước này thì lại che mất cái đẹp đi. Hôm qua cháu tư vấn rồi. Cháu bảo là bây giờ chỉ để cặp chóe là đẹp. Thờ là bị thờ 3 cái. Nhưng mà thôi 2 cái được. Đây là nắp. Cầm này. Nắp này. Con để ra mình cho. Cái này mai bỏ cái gì vào trong em? Dạ không cần bỏ gì ạ. Không. Bằng không. Vâng. Bọn này nó lại còn chú mà thích đựng rượu thì chú cho rượu vào. Có khách quý đến thì làm cái gò múc ra là đẹp. Ôi giờ trên thì tôi hẳn mấy tầm đi. Vậy thì mai đổ vào mày. Khi nào có khách quý đến thì bỏ ra rớt thôi. Đấy. Hiện tại bây giờ đang là mùa, cái này là tứ cảnh. Mỗi mùa mình xoay một cảnh nhá. Hiện tại bây giờ đang là mùa thu nhỉ. Mùa thu thì đây mùa thu đây. Mùa thu là hoa cúc. Mùa thu thì mình cho này là đấy. Mình đôn để lên tầm này là đẹp này. Ở trên này nó hoa ăn cái thằng này mà. Vâng đấy. Đấy chú nhìn xem nó trắng tinh này, cái này là loại đẹp nhất. Sứ trắng. Con gì? Vâng. Sứ thì là mỏng mà lại không bị vênh biết là gì thì khó. Đây cái mai tôi tự liệu vào đây. Nó nặng. Cho rượu vào đấy thì ví dụ mà thi thoảng khách quý hay ai đến thì mình lại bỏ ra, mình múc cái rượu trong đấy làm cái múc dài ấy, lại múc ra. Chả nhớ đổ múc rượu không à? Đấy. Đấy, chú nhìn đẹp chưa? Đấy, nhìn sáng cả nhà lên luôn đấy. Cái này cho dịch ra đây. Đấy, dịch ra đây. Đấy, chú chỉ làm cái đôn lên khoảng tầm này là vừa này, cao hơn này tầm 5 phân là đẹp. Cái đôn này, hoặc là cao như này thôi. Và mặt bằng như này là đẹp. Đấy, nó phải để rộng ra chứ đừng để khít. Để khít lại bị khi toàn. Lấy bằng cái mặt ghế này. Đấy, lấy bằng mặt ghế. Đây bảo mua cái đôn nó vuông vậy luôn. Còn nếu 33 phân. Còn nếu như mà làm để nó khít quá nhiều khi là động vào nó bị vấp vênh là nó dễ đổ. Phải làm rộng ra một tí thì nó mới có cái độ giữ của chân của nó ấy. Cái này mình làm ra 33 thì làm ra 34, 35. Nó to hẳn ra mình ít. Nó bị lẻ làm phân.
không? Vâng. Anh chị cho mượn điện thoại thì cho mượn điện thoại, bật bật cái đèn lên đấy. Điện thoại chị ấy. Bật cái đèn sáng lên. Không, bật đèn của điện thoại ấy. Đèn điện thoại nó mới sáng màu. Đấy. Xem nào, đèn này có sáng không? Cái này mà chú cho bóng đèn 100W vào đây nó trong như là cái đèn luôn đấy. Mẹ lấy cái điện thoại mẹ đi. Không thì có cái đèn pin cháu dọi cho chú nhìn xem cái xứ nó trong suốt luôn. Đấy, chú kiểm tra cho cháu đi nhá, không xích mẻ gì cả. Đấy, chú kiểm tra cho cháu, không xích mẻ gì hết. Đấy, kiểm tra đấy. Đâu, cái này bật kiểu gì? Đấy, chú nhìn này. Thấy chưa? Thấy nó thấy ánh sáng chưa? Đấy, thấy ánh sáng không? Đây là cái ánh sáng này, là nó còn ánh sáng này là nó còn nhỏ nhá, nó chưa đủ mạnh. Nếu mà ánh sáng mạnh nó còn sáng đùng lên nữa cơ. Đây chú nhìn thấy ánh sáng nó xuyên đây này. Đấy. Đấy, cái hang này phải sứ, nghĩa là cái đất nó phải tinh khiết thì nó mới xuyên được sáng như vậy. Nó không khác gì cái đèn thấu quang cả. Còn ví dụ như mà cái loại thường thì nó chỉ mấy triệu thôi, nhưng cái loại này thì nó đắt. Đây bạn, chú kiểm tra cả bên này. Chú kiểm tra xem nó có xích mẻ gì không thôi. Đấy, kiểm tra giúp cháu. Đấy, kiểm tra. Tất cả cái này đều là vẽ tay hết đấy cô ạ. Vẽ tay hết đấy. Cái này cháu bảo hành cho mình là cái màu men là chọn rồi. Cái màu sắc của này nó sẽ không bao giờ bị phai mờ. Lấy dao cạo, cái màu này nó vẫn như vậy. Phai là đổi cho cái mới. Nhưng mà trường hợp đấy thì không có. Không thể xảy ra được. Bởi vì vẽ lên đất xong rồi phun một cái lớp men không khác gì kính bảo vệ bên ngoài. Đấy, cái này là mãi mãi. Mỗi một mùa chú sẽ bỏ một xoay đi thì khi mà khách đến ấy thì người ta nhìn là như kiểu một sản phẩm mới, như một cái mới luôn. Mùa thu thì xoay, mùa thu mùa hạ. Đây, mọi người nhìn một cặp chóe của nhà anh rất là đẹp. Đây là anh ấy cũng chắc là xem cháu qua mạng thì biết cháu ấy chứ. Thì sau bắt đầu anh mới đặt, tối hôm qua anh mới đặt, bắt đầu là cháu mới mang về. Đây, cặp chóe rất là đẹp nhá, trắng sáng, sắc nét. Ai da, đẹp lên nào. Nhà này gì vậy? Đấy, cái men này nó cứ như vậy suốt. Bảo anh chọn đời đi. Cái này men này nó là men bóng này. Gà báo vậy. Cái men này nó là men bóng, không phải là men đấy. Cái này thì cháu bảo hành cho ba chọn đời. Nghĩa là nó cứ bóng như thế này mãi mãi, không bao giờ nó sợ nó xuống. Nó cứ bóng như này mãi thôi. Cái này thì... Không bóng thì cái anh này lại làm này à? Quét làm sao được? Cái này cháu phải nung ở 1280 độ C nó mới ra được như này. Đây, chúng nghe cái âm này, nghe cái âm của nó đanh lắm. Nó đanh hơn cái này. Khó xử đấy. Như chuông đấy. Vâng ạ.